Jisoo quỳ gối xin lỗi vì lầm lỡ trong quá khứ. Nam diễn viên Jisoo vừa gửi thư tay quỳ gối xin lỗi vì những lỗi lầm trong quá khứ trước cáo buộc bạo lực và quấy rối tình dục. Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến những người tôi đã làm tổn thương. Tôi hoàn toàn không có lời nào bào chữa cho những hành động của mình trong quá khứ. Đều là những điều không thể tha thứ. Có thể tiến xa trong sự nghiệp diễn xuất được như bây giờ, cũng bởi tôi đã che đậy quá khứ của mình. Tôi đã nhận được sự yêu mến và quan tâm không nhỏ từ công chúng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và một nỗi ân hận không thể xóa nhòa ám ảnh tôi. Tôi luôn bị đè nén bởi quá khứ đen tối của mình. Giờ đây, tôi cầu xin sự tha thứ từ những người chắc chắn đã bị tổn thương sâu sắc trong một thời gian dài. Tôi sẽ thành tâm suy ngẫm về những hành động không thể tha thứ trong quá khứ của tôi. Tôi cảm thấy đau khổ và tội lỗi vì đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho các đồng nghiệp và thành viên đoàn làm phim, đài truyền hình và tất cả những người có liên quan chỉ vì lỗi cá nhân của mình. Tôi thành thật cầu nguyện rằng bộ phim sẽ không phải chịu thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa. Một lần nữa, tôi quỳ gối cầu xin tha thứ từ tất cả những người tôi đã làm tổn thương. Lý do về lá thư xin lỗi này bắt nguồn từ sự việc vào hôm ngày 3 tháng 3. Một cư dân mạng đã đăng một bài viết ẩn danh tự nhận là bạn cùng lớp của nam diễn viên Sông Đón Trăng Lên tại trường trung học Serapeon từ năm 2006 đến năm 2008. Người này từng thuật lại loạt tình tiết tố Jisoo là kẻ côn đồ hay bắt nạt các học sinh trong trường. Không lâu sau, trên mạng xã hội xuất hiện thêm hai tài khoản cáo buộc Jisoo với những hành động tương tự. Cụ thể, netizen đầu tiên lên tiếng sau bài đăng tố cáo, tạm gọi là B, tiết lộ về quá khứ của nam diễn viên như sau. Khi tôi học lớp 7, Jisoo đã tát tôi trên tàu điện ngầm. Tôi không nhớ cậu ta đã tát tôi bao nhiêu cái, nhưng chắc chắn là nhiều hơn một lần. Vài ngày sau, Jisoo lại tiếp tục đánh tôi vì tôi không mua đồ uống cho cậu ta trong McDonald's. Tôi thấp hơn Jisoo nên không thể làm gì khác ngoài chịu đựng bị đánh. Tôi rất sợ hãi vì bị cậu ta đe dọa. Jisoo nói rằng cậu ta đã tập judo. Sau đó khi thấy Jisoo tập judo trên chương trình Grand Wing Brother, tôi đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiếp đó, B nói rằng mình đã đánh bại Jisoo trong một trận đấu bóng rổ 4 người và nam diễn viên đã rất cay cú vì sự thất bại đó. Cậu ta đã thua tôi, một người chỉ cao 1m50 lúc đó. Cậu ta rất khó chịu và lao vào đấm tôi, người này kể lại. Chưa hết, B còn tiết lộ thông tin gây sốc rằng Jisoo từng tiểu bệnh ngay trong lớp học. Hồi lớp 7, lớp tôi và lớp Jisoo rất gần nhau nên chỉ mất vài giây để cậu ta chạy sang lớp tôi. Tôi đến lớp của Jisoo để gặp bạn và tôi đã rất sốc khi thấy cậu ta đi tiểu vào thùng rác. Điều đáng kinh ngạc hơn là cậu ta còn nói sẽ không dọn dẹp gì hết. Trong suốt năm học lớp 9, Kim Jisoo là thủ phạm của vô số vụ bắt nạt và lạm dụng. Tôi không nghĩ một kẻ bắt nạt như vậy lại được công chúng yêu mến sau khi tẩy trắng hình tượng. B phẫn nộ kể lại những hành động nam diễn viên 28 tuổi từng gây ra khi còn đi học. Không lâu sau, nạn nhân thứ ba, tạm gọi là C, cũng đã đứng ra vạch trần quá khứ của nam diễn viên trẻ. Những gì C kể lại cũng khiến netizen phẫn nộ không kém. Jisoo thật sự đã bắt nạt bạn bè thời cấp 2. Tôi vẫn nhớ đã bị Jisoo cùng nhóm của cậu ta ném cà chua bi vào người trong căng tin. Cậu ta đi khắp trường như một vị vua, gây chuyện với những học sinh mà cậu ta gặp, đánh đập và chửi bới. C cũng nói rằng nam diễn viên đã đưa ra những nhận xét về tình dục vượt quá giới hạn về bạn gái của anh. Tuy nhiên, khi C cảnh báo cho người bạn gái kia thì Jisoo đã tìm đến đe dọa và đánh C. Người này nói rằng nếu bị kiện, C sẽ liên kết với những nạn nhân khác để chiến đấu tới cùng. Nếu nam diễn viên và công ty của anh phủ nhận loạt cáo buộc này, C sẽ quay lại với nhiều bằng chứng hơn. Thái độ cứng rắn không khuất phục của cư dân mạng này khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi ngờ và tin rằng phốt của tài tử Sông Đón Trăng Lên là sự thật. Đáp lại vô số lời buộc tội, KX Entertainment thông báo họ đang kiểm chứng vụ việc và sẽ lắng nghe câu chuyện của người tố cáo thông qua email hoặc gặp mặt trực tiếp. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi vì mọi thứ đã trôi qua quá lâu. Công ty và Kim Jisoo cam kết sẽ làm hết sức để giải quyết vụ việc. Họ xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng, yêu cầu mọi người hạn chế đăng và chia sẻ tin đồn trôi nổi trên mạng. Phát ngôn của phía đoàn làm phim Sông Đón Trăng Lên. KBS đã nắm được việc công ty đang chứng thực thông tin. Hôm nay, họ sẽ tổ chức buổi họp để thảo luận về việc phát sóng và các vấn đề liên quan đến nam diễn viên chính Kim Jisoo. Khi càng ngày càng có nhiều nạn nhân lên tiếng, câu chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Phần lớn khán giả vẫn giữ thái độ trung lập cho đến khi Jisoo lên tiếng. Vấn nạn bạo lực học đường đang trở thành chủ đề nóng ở Hàn Quốc khi các ngôi sao nổi tiếng liên tiếp bị bạn gái cũ tố là côn đồ, đầu gấu trường học. Một vài vụ việc đã được giải quyết khi công ty có hành động pháp lý, nhưng đối với vụ việc của Sujin, Ji Idol hay Jisoo vừa mới xảy ra, các nạn nhân đều mạnh mẽ đối đầu và chuẩn bị bằng chứng rõ ràng.